Thân ở chỗ nghịch cảnh có thể thấy rõ lòng người. Một lần trên diễn đàn mạng có đề xuất vấn đề đối đãi như thế nào với một người rời xa bạn khi bạn rơi vào nghịch cảnh. Có một câu trả lời nhận được rất nhiều lời khen ngợi, đó là người rời bỏ bạn trong nghịch cảnh không thể được coi là bạn. Thật vậy, thường khi ta ở trong nghịch cảnh, khi ở lúc xa cơ lớ vận mới có thể nhìn thấu lòng người. Khi còn trẻ, tôi cho rằng chỉ cần đối xử chân thành với nhau thì có thể đổi lấy sự cảm thông. Tuy nhiên sau khi trải qua cuộc sống mới hiểu, thế sự dễ thăng trầm, lòng người dễ đổi thay. 1. Qua thời gian mới nhận thức được người, qua khó nạn mới biết được nhân tâm. Đường xa biết sức ngựa, lâu ngày hiểu nhân tâm. Những người thực sự quan tâm đến bạn sẽ không khoanh tay đứng nhìn khi bạn sa sút. Chỉ có những người lá mặt lá trái mới đứng nhìn ngọn lửa ở bờ bên kia khi bạn bè của họ xuống dốc. Trong Hồng Lâu Mộng, gia tộc họ Xà gặp nạn bị tịch thu tài sản. Bức tường lớn bị sụp đổ và mọi người dậu đổ bìm leo, không ai muốn đưa tay ra giúp đỡ, thói đời lạnh nhạt vô tình. Chỉ có Xà Lưu nghe tin nhà họ Xà gặp nạn, chân tay đi lại không tiện, vẫn mang đồ ăn và cùng cháu trai Bản Nhi đến thăm nhà tù. Vương Hy Phượng khóc kể với bà Lưu con gái mình là Xảo Nhi đã bị bán vào Lầu Xanh. Cuối cùng bà Lưu hứa trước mặt bày tỏ sẽ cứu con gái Vương Hy Phượng. Và cuối cùng bà Lưu bán hết gia sản cứu cô gái. Khi cô gái không có nơi nương tựa, đã cho cô một ngôi nhà an toàn, ổn định. Nếu bạn không rơi vào cảnh khốn cùng, sẽ vĩnh viễn không thể nhìn rõ sự lãnh đạm thất thường của nhân tình thế thái. Chỉ khi rơi xuống một lần mới thực sự cảm nhận được sự lạnh lẽo và ấm áp của tình người. Ở đỉnh cao, xung quanh chúng ta luôn có những người thêm gấm thêm hoa vây quanh nịnh nọt. Khi bị rơi xuống đáy vực sâu, những người sẵn lòng tặng than trong tuyết cho chúng ta ngược lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có người nói, không trải qua sự việc thì không hiểu lòng người. Quả thật, nhiều người, nhiều việc chỉ sau khi trải qua mới biết được ấm hay lạnh, mới phân biệt được là thật hay là giả. 2. Vật không cưỡng cầu, người không cố níu giữ. Có hai vị hòa thượng nọ sống trong một ngôi chùa trên hai ngọn núi liền nhau. Trong 5 năm trời, mỗi ngày hai người đều lặn lội vượt núi băng đèo, xuống núi gánh nước. Một ngày nọ, vị hòa thượng tên Ất không xuống núi gánh nước. Vị hòa thượng tên Giáp nghĩ rằng bạn mình ngủ quên nên không để ý. Tuy nhiên cả tháng trời, hòa thượng Ất không xuất hiện, khiến hòa thượng Giáp thắc mắc nên quyết định tới thăm. Khi đến nơi, thấy hòa thượng Ất đang vui vẻ đánh quyền với người khác, hòa thượng Giáp lo lắng hỏi bạn mình tại sao không xuống núi. Hòa thượng Ất dẫn bạn ra sân sau, chỉ vào một cái giếng và nói rằng mỗi ngày mình đều cố gắng đào giếng một chút, nên bây giờ sẽ không còn phải xuống núi lấy nước nữa. Bên cạnh nỗi buồn, một số người không khỏi thở dài, cùng nhau vượt núi băng đèo gánh nước đọc kinh, cùng nhau trải qua 5 năm, cuối cùng cũng hiểu được đối phương không muốn vượt núi với bạn. Tất cả những gì họ muốn là một cái riêng. Trong kiếp nhân sinh này, giày nên hợp với chân, người cần ăn ý, hòa hợp. Đối với những người không thể níu giữ, thay vì đau khổ, vướng mắc, chi bằng hãy dùng tâm thái bình thản đối mặt. Mỗi người, mỗi đường. 3. Cuộc sống thật vất vả, buồn vui hãy tự vượt qua. Sống ở trên đời này cũng sống như cá uống nước, trên đường mưa gió mới tự biết ấm lạnh. Không phải ai cũng có thể đồng cảm với bạn, và không phải ai cũng có thể hiểu và thông cảm cho bạn. Một số việc chỉ có thể tự mình gánh vác, một số khó khăn phải tự mình trải qua. Thay vì dựa dẫm, hãy học cách mạnh mẽ. Chỉ bằng học cách tự lập, con người ta mới có thể tiến xa hơn. Trong cuộc đời này, ai cũng có những bề khổ cần phải vượt qua. Thay vì đứng dưới vực thẳm mong người khác giúp đỡ, thì tốt hơn hết bạn nên nỗ lực hết mình và học cách tự cứu lấy mình. Tiếp theo video ngày hôm nay là hai câu chuyện cùng một nghịch cảnh, hai số phận khác nhau nhưng kết cục khác nhau chỉ bởi hơn kém một chữ này. Phật ra giảng rằng mang tấm thân người này tức là chịu khổ. Ngoài nỗi khổ vì sinh lão bệnh tử, lại còn có nỗi khổ chia ly, bất đắc chí, những hàm oan không biết tỏ cùng ai. Trầm trong biển khổ và từ hủy diệt chính mình, hay có thể thăng hoa như hoa sen vươn tấm thân trong trắng giữa bùn lầy. Điều đó phụ thuộc vào cách con người lý giải và đối diện với kiếp nạn. Cùng một nghịch cảnh, hai số phận khác nhau chỉ bởi hơn kém một chữ này. Câu chuyện thứ nhất. Nàng Vũ Nương, quê ở Nam Xương, là người có dung hạnh vẹn toàn, chồng là Trương Sinh, tính tình hay ghen. Vũ Nương sắp đến kỳ sinh nở thì chồng bị gọi đi lính. Ở nhà, Vũ Nương sinh con và chăm nom mẹ chồng rất mực chu đáo. Vì nhớ thương con, mẹ chồng nàng ngày càng ốm nặng rồi mất. Nàng lo liệu tang lễ cho mẹ chồng chu đáo như với cha mẹ đẻ của mình. Để đỡ nhớ chồng, nàng hay đùa với con bằng cách chỉ cái bóng của mình lên vách và nói với con đó là cha đàn. Từ xa trường trở về, Trương Sinh đau buồn ra thăm mộ mẹ, bế đàn theo. Ra đến đồng, đứa trẻ quấy khóc và bảo Trương không phải là cha đàn. Cha đàn đêm nào cũng đến, mẹ đàn đi cũng đi, mẹ đàn ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế đàn cả. Vì tính ghen tuông mù quáng, Trương Sinh đã đánh mắng Vũ Nương rồi đuổi nàng đi, dù cho hàng xóm khuyên ngăn. Không thể thanh minh được, Vũ Nương đã chẫm mình xuống dòng sông Hoàng Giang để lấy cái chết minh oan cho mình. Một buổi tối, đàn chỉ vào cái bóng trên tường và nói: "Đấy, cha đàn lại đến kia kia." Trương Sinh ân hận vô cùng, nhưng Vũ Nương đã thành người thiên cổ. Câu chuyện thứ hai. Nàng Thị Kính, con gái nhà họ Mãng ở vùng Cao Ly, là người tài sắc nết na, lại hiếu thảo hết lòng. Nàng được gả cho chàng thiện sĩ đẹp trai ham học. Một đêm thiện sĩ ngồi đọc sách, bỗng thấy mệt mỏi bèn ngả lưng thiếp ngủ. Thị Kính thương chồng học mệt nên lặng yên cho chồng ngủ. Chưa thấy ở cằm chồng có một sợi sâu mọc ngược. Sẵn con dao cắt chỉ trong thúng khảo đựng đổ may, nàng liền cầm lên định tỉa sợi sâu cho chồng. Bỗng thiền sĩ choang tình, tưởng vợ có bụng hại mình liền la lên, không chịu nghe vợ giải thích. Ông bà Sùng chạy lại, nghe con trai kể thì tin ngay, khăng khăng cho rằng Thị Kính mưu sát chồng. Họ lập tức cho mời ông bà họ Mãng sang trách móc và trả lại con. Thị Kính đành cắn răng chịu oan rời khỏi nhà họ. Sau đó, Thị Kính cải trang thành nam nhi và trốn nhà đi tu ở chùa Vân Tự, nay là chùa Sâu thuộc Bắc Ninh. Nhà chùa đặt pháp danh là Tiểu Kính Tâm. Từ đó, Kính Tâm nương náu cửa thiền, lòng vui với đạo. Gần chùa Vân có Ả Thị Mầu, là con gái của một phú ông, vốn tính lẳng lơ đa tình. Cô này lên chùa thấy Tiểu Kính Tâm liền đem lòng si mê. Thị Mầu nhiều lần trêu ghẹo, nhưng Tiểu Kính Tâm trước sau không lay truyền. Về sau, Thị Mầu cố ý có mang với người đầy tớ của cha mình là chàng nô, nhưng lại khai với làng là con của Tiểu Kính Tâm. Tiểu Kính Tâm không biết biện bạch ra sao để gỡ mối oan này, nên đành cam chịu bị đánh đập tàn nhẫn. Sư cụ dù thương xót Kính Tâm, nhưng cũng phải để Kính Tâm ra ở mái tam quan, chứ không được ở trong chùa nữa. Đủ ngày đủ tháng, Thị Mầu sinh một đứa con trai. Phú ông bắt Thị Mầu đem đứa bé trả cho cha là Kính Tâm. Kính Tâm khi ấy đang tụng kinh, thấy tiếng trẻ khóc, nhìn ra thì thấy Thị Mầu đem con bò đó rồi đi. Động lòng từ bi, Kính Tâm ra ẵm lấy đứa bé và chăm lo nuôi nấng hết lòng. Thế là từ đó, người ta thấy Kính Tâm bế đứa bé đi xin sữa ở đầu làng cuối xóm, chịu bao nhiêu tiếng cười chê. Sau 3 năm, đứa bé đã khôn lớn. Phật thấy Kính Tâm đã thực sự vượt qua thử thách, liền chứng cho bà quả vị Bồ Tát. Trước khi nhập Niết Bàn trở về thiên quốc, Kính Tâm viết một bức thư để lại. Khi xem thư và khâm liệm thi hài, người ta mới biết rằng Kính Tâm là phụ nữ. Những oan khuất lâu nay của bà lúc đó đã được sáng tỏ. Có thể nhẫn chịu thống khổ thì mới cập tới bờ hạnh phúc. Nỗi oan của nàng Vũ Nương và nỗi oan của Thị Kính có thể nói là 19110. Vũ Nương không chịu nổi tiếng oan mà tự vẫn, còn Thị Kính nhẫn nhục sống tiếp, chịu hết nỗi oan này đến nỗi oan khác, trong khi không ngừng nuôi dưỡng ý chí và lòng từ bi. Đó là vì Thị Kính có chữ nhẫn mà người thường không có. Nhẫn không chỉ là thể hiện ở sự nhượng bộ, mà còn thể hiện ở chỗ khi bị lăng nhục vẫn có thể chịu nhận mà không động tâm. Cấu tạo chữ nhẫn trong tiếng Trung Quốc đã biểu đạt được điều này. Bên trên của nhẫn là chữ đao và còn thêm một điểm để biểu thị sự sắc bén của vết đao. Bên dưới của nhẫn là chữ tâm. Dùng một đao sắc bén đâm vào trái tim thì đương nhiên là đau. Người bình thường bị như vậy phải đớn đau quằn quại, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Nhưng chữ tâm ở bên dưới chữ nhẫn kia vẫn đứng vững yên tĩnh, biểu hiện không động đậy. Tâm này chính là hình ảnh lột tả được nội hàm của chữ nhẫn.